Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN NTN. Ok, hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một cái clip review con xe E300 AMG của tôi. Đây là một cái clip mà tôi phải thực hiện theo rất là nhiều yêu cầu các bạn. Các bạn bảo tôi hãy review con xe của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ review chi tiết tất cả mọi thứ đó để cho các bạn có thể biết được là con xe này nó có những cái gì và tại sao nó lại gọi xe sang. Thì bây giờ review luôn đằng trước nhé. Ở đằng trước thì thật ra nó không có cái gì cả. Nó chỉ có những cái cụm đèn như này thôi. Thì tối tôi sẽ review sau. Ok. Bây giờ tôi sẽ review ở sau xe. Bây giờ thì tôi sẽ review trước cái chìa khóa thông minh này của xe. Thì khi mà cầm chìa khóa này trên tay ấy, thì tôi sẽ không phải thực hiện bất kỳ một cái thao tác nào như kiểu là bấm vào đây. Ví dụ mà đi xa quá mà quên chưa khóa cửa ấy, thì là bấm vào đây thì cửa sẽ tự khóa. Còn nếu mà đang ở gần như này, đây ở đây có một cái nút này. Đó, chạm tay ở đây, xe tự khóa. Và chạm lại một lần nữa là xe nó sẽ mở. Đó. Thì ở đây là chức năng rất là thông minh, hoặc là ấn vào đây cũng được. Khi mà ấn vào chìa khóa này, đó, tự gương nó sẽ đóng lại. Ok, ở đây người ta gọi là phần bình xăng để bơm xăng, tôi sẽ chạm vào đây. Đó, bình xăng tự động mở. Ok, rồi đóng lại. Tiếp theo là ra cái phần cốp. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu các bạn cái phần cốp xe. Cái cốp xe này nó có một chức năng rất hay, đó chính là đá cốp. Rồi, chỉ cần đá như này thì cốp xe sẽ tự mở. Muốn đóng thì đá vào như này. Ok, rất là thông minh. Hoặc là tôi có thể ấn vào nút ở đây. Ở đây có một cái nút mà có thể mở được cốp xe. Ok, cốp đã mở. Rồi, ví dụ mà chân tôi đang đau chẳng hạn, tôi không muốn đá nữa thì tôi ấn ở đây. Đấy, để tay đây. Nó cảm biến thì nó sẽ tự nó mở lên chứ nó không gập xuống nữa. Lại này. Đó. Ví dụ là tôi đang đứng ở đây. Ok, đang đứng như này. Tôi khóa cái cốp này lại. Ấy rồi, đau quá. Không sao, cốp nó vẫn lên. Rồi. Nhưng mà thường thường là không phải dùng những cái nút như này, chỉ cần đá cốp thôi. Không cần phải bấm hoặc là không cần phải làm cái gì cả. Đó, đó là một chức năng mà muốn review cho các bạn xem. Cái bộ vành của con E300 AMG là tôi thích nhất là cái bộ vành này. Đây là bộ vành của AMG. Nó được phủ bạc nhìn rất là đẹp, vành 19 inch. Lốp này thì là khi mà đi ấy thì là đâm vào đinh nó sẽ không bị thủng. À quên nhầm. Cái lốp này nhá, khi mà đi mà đâm vào đinh ấy thì là vẫn có thể đi tiếp được. Nói chung là không bị xì hơi. Đó. Cái lốp của nó rất là dày cũng như là to. Đó. Có khả năng là bé hơn lốp của Mercedes S một tí thôi, nhưng mà tôi nghĩ là như vậy rất là to rồi. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái khối động cơ của con xe của tôi, động cơ 2.0. Đây, trong đây có một cái nút. Bây giờ tôi sẽ mở nó lên để cho các bạn xem cái khối động cơ của con Mercedes E350 AMG. Rồi, lại phải vậy nữa. Đó. Đây là khối động cơ của con E350 AMG sản xuất 2019. Nhìn nó rất là đẹp, rất là chất. Ok. Kết thúc cái khối động cơ thì tôi sẽ review đến một cái mà tôi quên, đó chính là cửa hít của con xe Mercedes E350 AMG này. Rồi. Đây. Ở đây là cái cửa hít. Ok, đây là cái tính năng cửa hít. Tức nghĩa là trên những dòng xe sang, cực kỳ sang mới có. Còn xe bình thường sẽ không có. Xe bình thường như kiểu các bạn đi taxi hoặc là xe hạng C, hạng D, các bạn kéo cửa ra, các bạn đóng cái rầm phát vào. Còn riêng cái xe này không cần như thế, chỉ cần mở cửa ra như này. Đó. Và đẩy nhẹ vào như này. Đó, nó tự nó hít vào. Chứ không cần phải rầm phát vào như thế, hỏng hết cả cửa. Xe này mới mua về thì là có khá nhiều người đi, và khi người ta đi người ta không biết ấy, thì đa số là đóng cái rầm phát, tôi thấy rất là sót. Nhưng mà sau khi mà xem xong clip này, hy vọng những cái bạn nào hoặc là những ai mà sắp tới được ngồi lên xe của tôi thì đóng cửa nhẹ nhẹ thôi, đừng nóng mạnh quá, sót lắm, thật sự luôn, rất là sót. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng mà mở cửa sổ trời.
chỉ cần với một thao tác ấn một nút ở đây, cửa sổ trời sẽ tự động mở. Đó. Không cần giữ nha các bạn. Ví dụ là tôi muốn mở cái lớp kính này ra để cho nó thoáng thì tôi sẽ ấn một nút. Đó. Tự động cửa sổ trời nó sẽ mở lên. Loại bỏ cái lớp kính này ra ngoài để hưởng thụ cái bầu không khí mà rất là trong lành, ok. Ok. Nói chung là nó cũng rất là chất lượng. Rồi. Hiện tại thì là bây giờ là trời đang chuẩn bị mưa. Nên là có lẽ là tôi sẽ không review bên ngoài nữa và sẽ vào trong để review nội thất cụ thể cho các bạn xem hơn. Các bạn thấy là đang review ấy, ngoài trời đang mưa này, các bạn nhìn kính này. Thì bây giờ là rất là may mắn bởi vì review xong bên ngoài rồi, bây giờ tôi sẽ review trong xe. Ok, bây giờ tôi sẽ review những cái tính năng mà tôi được biết ở trong con xe của tôi. Thật ra có nhiều cái tôi không biết nên là ví dụ mà tôi nói sai một cái gì mong các bạn thông cảm và các bạn đừng móc phốt. Ở đây là cái vô lăng. Cái vô lăng này vô lăng thể thao. Đó, nên là nó rất là cứng, lái rất là thể thao, nó đầm. Ok. Tiếp theo thì là ở hai cái bên vô lăng này có hai cái núm đen. Hai núm đen này nó giống như kiểu cái nút cảm ứng ấy để điều khiển cái màn hình. Đây các bạn thấy đấy này, khi mà tôi di chuyển này, đó, nó đổi bài này, ok, đổi nhạc ấy, rồi dừng nó lại. Đây, ở đây là có nghe gọi này, thao tác hết trên cái vô lăng, rồi là tăng giảm âm lượng này, đó, loa boom master, rồi là ghế điều chỉnh điện này, ấn vào đây thì là ghế nó lùi lại này, tôi ấn vào đây, đó, tự động dưới này nó sẽ mở lên một cái ghế như này, tôi đóng nó lại này, đó, ok. Nói chung là những cái tính năng này rất là hay. Nhớ ghế các kiểu linh tinh nó. Ở đây có cái sạc không dây. Đó. Rồi. Các bạn thấy là bây giờ là trời đang mưa nhá. Bây giờ tôi muốn gạt mưa ấy, thì tôi sẽ xoay cái núm như này. Đó, nó sẽ gạt mưa chế độ auto. Tức là mưa càng to càng dày hạt thì nó sẽ gạt càng nhanh. Bây giờ mưa bé thì nó gạt bình thường. Đó. Và mưa to sẽ gạt rất là nhanh. Ok, tiếp theo thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn hệ thống màn hình của con xe của tôi. Nó sẽ có 3 chế độ là chế độ thể thao và chế độ truyền thống cũng như là cấp tiến. Khi mà tôi muốn chỉnh lên cái chế độ truyền thống ấy thì ở đây các bạn thấy là ở đây nó có rất là nhiều nút chức năng này. Nếu mà muốn chuyển thì tôi sẽ sử dụng cái nút đen như này để điều khiển. Thì khi mà tôi kéo lên như này này, đó. Các bạn thấy. Chọn một chức năng nào đấy, ấn vào đây. Đó, nó sẽ đổi sang cái màn hình khác. Đây là màn hình thể thao. Ok. Ví dụ là tôi muốn sang truyền thống chẳng hạn, ấn vào đây. Đó. Nhưng mà tôi thích cấp tiến hơn. Nhìn nó rất là hiện đại. Ok. Chỉ với những cái thao tác nhỏ trên đây này thì có thể điều khiển được. Ví dụ như ở đây có những cái phím chức năng ở bên tay trái thì nó dùng để điều khiển cho cái màn hình ở bên trái như ở đây. Còn sang đây có những cái phím chức năng ở bên phải, nó sẽ dùng để điều khiển cho cái màn hình bên phải. Đó. Giải trí cũng như là bản đồ tinh tinh. Đây là những cái phím chức năng. Đó, xoay như này để điều khiển này. Ok, hoặc là cảm ứng ở đây. Đây là hệ thống màn hình. Đó. Được điều khiển trên một cái nút xoay tròn hoặc là cảm ứng. Tiếp theo đằng sau thì nó có một cái chức năng mà gọi là để nước hoặc là để đồ. Đây, mở nó ra. Đó, ấn vào đó. Mở nó lên. Ok, thì trong đây có thể để điện thoại. Rồi là có thể để được hai cốc nước. Ấn vào đó thì sẽ mở ra và đựng được hai cái cốc nước hoặc là chai nước. Đó. Ok. Rồi ok, đóng lại đi. Các bạn thì thấy là trời đang mưa rất là to. Ok. May là review xong bên ngoài rồi, bây giờ nó mới mưa. Vẫn chưa muốn di chuyển một tí nào cả. Thật sự luôn. Ở trong xe thì đa số nội thất là được bọc da cao cấp. Tất cả mọi thứ đều là da hết. Tôi sẽ mở cửa sổ trời ra. Mưa bên trên này các bạn. Ok, ở hàng ghế sau thì nó có một cái rèm để che nắng. Đó. Hoặc là cầm riêng tư thì kéo nó lên. Tích thì hạ nó xuống. Đó. Rất là tiện. Nói chung là ngồi trong xe mà để mưa như này thấy rất là thú vị. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là ở xe của tôi thì từ cái vô lăng này rồi đến tất cả cái chi tiết ở đây. Và ở đây, đó, đều được bọc da rất là cao cấp. Da cao cấp hẳn luôn. Đây cũng là da này. Đó. Ở đấy các bạn nhìn thấy da rất là cao cấp. Tất cả mọi thứ đều được bọc da hết. Ok. Ở đây thì nỉ. Đây cũng là da luôn các bạn này. Đó. Ở đây có một cái kính để che nắng. Ok. Đó. Tự động bật đèn nếu mà mở kính này ra.
đóng lại này, tắt đi này. Ok. Ngoài trời mưa rất là to, nhưng mà cái cảm giác mà ngồi trong xe rồi ngắm trời mưa, tôi cảm thấy rất là thú vị. Chắc mai là phải đi rửa xe thôi. Có xe nó chỉ sướng ở một cái là ngồi nó rất là thoải mái, rồi là tránh nắng tránh mưa, nó sướng mà xe máy ở cái đó. Nhưng mà nhiều cái bất tiện đó chính là đường bé không thể đi được, nhưng mà nó có rất là nhiều cái tiện là ngồi sướng này, nghe nhạc thì mát, điều hòa, rồi là tránh mưa tránh nắng, đi xa thì không bị mệt mỏi. Và tiếp theo nữa thì nó rất là an toàn. Ví dụ trong trường hợp xấu nhất mà xảy ra tai nạn đấy, va chạm mạnh, thì nguy cơ sống sót rất là cao, bởi vì là trong xe này nó có đến 9 túi khí, rất là nhiều túi khí. Thật ra đi xe không ai mong muốn xảy ra tai nạn cả, nhưng mà lái ô tô thì nó sẽ an toàn ở cái đó, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với lại đi xe máy. Mới mua xe về thì tất cả mọi người thôi đều muốn lái nó mỗi ngày, ra ngoài đường lái rồi nghe nhạc các kiểu. Tôi cũng như bao mọi người thôi, thích nghe nhạc khi lái xe, kiểu nào cũng lôi xe ra đi một vòng, nó rất là thư thái, rất là thoải mái. Nó trời vừa mới tạnh mưa rồi, thật sự luôn, tại sao không để cho tôi về nhà xong bắt đầu mới mưa. Gần xong clip rồi tự nhiên lại mưa. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores there is something more just waiting for you. Đây là nội thất xe của tôi khi mà màn đêm buông xuống. Đây các bạn có thể nhìn thấy những cái đèn viền nhìn rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Tôi sẽ tắt đèn đi các bạn có thể thấy. Ok, đó. Thì vào buổi tối nhìn những cái đèn viền này nó sẽ rất là sắc nét. Ok, rất là nét. Nó đổi màu 64 màu này. Các bạn nhìn cái dải màu nó này đó. Đổi 64 màu. Và ở dưới chân nữa. Đây, dưới chân tôi cũng có màu luôn. Đó. Dưới này để nhìn thấy chân ga với chân phanh. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Bây giờ thì tôi sẽ đi con xe này ra một cái đoạn đường tối để có thể test đèn cho bạn xem là cái độ sáng của nó khi mà soi xa 650m nó sẽ như thế nào. Đây là khi đèn chiếu xa thì các bạn có thể nhìn hai cái dải màu bên đường ấy, màu vàng màu đỏ, thì chiếu xa đến tầm cỡ nào thì cái dải màu bên đường nó sẽ phát sáng đến mức đấy. Bây giờ tôi sẽ đi đến cái đoạn đường thẳng và tôi sẽ bật pha lên để các bạn có thể thấy là 650m nó xa như thế nào. Đây nha các bạn, đây là một đoạn đường rất là thẳng. Khi mà soi ở cái chế độ mà pha gần ấy thì nó không được sáng, nhưng mà khi mà tôi bật pha lên này, đó, nó soi tít trên kia, các bạn thấy không? Các bạn nhìn hai cái dải màu bên đường ấy, vàng và đỏ. Khi mà soi xa nó sẽ đỏ và vàng. Đó, tắt pha này, không nhìn thấy cái gì đằng trước. Pha đây này, nhìn tận dưới kia luôn. Thấy chưa? Đó, bây giờ tôi sẽ pha cho các bạn xem nhé. Đó, rất là sáng, zoom lên này. Rồi, tôi sẽ tắt pha này. Pha tiếp này. Ok, rất là xa, zoom lên hết đi cho các bạn xem nó xa như nào.
Đó, tắt tắt pha này. 131 km. Mắc phê. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. Kết thúc cái video này, tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cái loa Boommaster ở trên xe của tôi. Cái loa này thì có âm thanh vòm 3D rất là chất, rất là hay. Nghe nó như ở trong bar ấy, nói chung là rất là phê luôn. Và cái loa như này thì chỉ có trên những xe sang, xe mẹ thôi. Ok, không linh tinh luyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ play cho bạn nghe nhạc. Rất là phê các bạn. Ôi, lúc này mệt mỏi chỉ muốn lên xe nghe nhạc thôi. Đi thôi, let's go. Nói chung là nghe nhạc đấy, các bạn thấy đây là nghe qua loa, qua cái máy ảnh rồi là lên trên YouTube, chứ còn bình thường nếu mà nghe ở ngoài nó sẽ rất là khác. Rồi bây giờ thì là có lẽ là tôi sẽ phải kết thúc clip ở đây. Có một thằng không đeo dây an toàn nên là bây giờ nó đang phát tin 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 này, không đeo dây an toàn này. Đó, thằng cu quay phim phải đeo dây an toàn vào. Rồi bây giờ là không đi tin tin nữa, kết thúc clip ở đây. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye.
khác nữa.